sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi. Hiện nay, dù đời sống xã hội phát triển, nhiều phương tiện nghe nhìn hiện đại ra đời, nhưng cây đàn chapi vẫn là một dấu ấn văn hóa truyền thống đậm nét của đồng bào Rắc Lây ở tỉnh Ninh Thuận. Nét đẹp văn hóa của người Rắc Lây chính là tấm lòng rộng mở, phóng khoáng. Cây đàn mang theo ước mơ nhân văn, ai cũng được nghe tiếng chapi, được nghe những cung trầm lúc hoang nhạc, lúc buông lơi của miền đất Ninh Thuận hanh hao nhiều nắng gió ấy. Họ còn mang cả nét văn hóa độc đáo này lên vùng đất Tây Nguyên khi di cư đến nơi đây. Như Bình xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam đi là ghiền. Đời sống văn hóa và tinh thần của người Đắk Lây gắn liền với sử thi và những loại nhạc cụ rất là độc đáo làm từ đá, lồ ô và tre. Và hẳn là tất cả chúng ta ai cũng đã từng nghe qua về đàn chapi gắn liền với một câu hát rất là quen thuộc, đó là họ đã sống một cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn chapi. Để đến với xã Ma Nới, nơi sinh sống của người đồng bào Rắc Lây, thì Như Bình di chuyển khoảng 20 km từ trung tâm thành phố đi về hướng những quả đồi cao cao, thơ mộng giữa vùng đất đầy nắng và gió phang rang. Và để tìm hiểu rõ hơn về cây đàn chapi thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Chama Lé Âu, người có thể chế tạo và sử dụng thành thục cây đàn chapi này. Đi thôi. Dạ con chào Ama. Con là Như Bình, đến từ chương trình Việt Nam. Ama chào con. Dạ. Vâng. Ama cho con hỏi là cái này có phải là đàn chapi không ạ? À phải. Thì ban đầu là mình phải chọn tre nào thì mới sử dụng làm đàn chapi này được ạ? Có phải làm từ lồ ô không ạ? Làm tre, cây gai á. Cây gai. Vậy lồ ô với tre là khác nhau sao vậy Ama? Ama có lồ ô ở đây không? Ở đây không có lồ ô đâu. Xa lắm. Xa lắm ạ. Trên đồi cao kia kìa. Lồ ô với tre là cái tiếng nó khác nhau không Ama? Có thể khác nhau á. Dạ. Đây là lấy ra cho con coi nha. Dạ. Đây là lồ ô. Đó. Tre là không kia này. Mà đi chặt nó là phải lấy dùng cái rựa ra rừng chặt một cái tới nhà xong bắt đầu là mình phơi trong giàn lửa để cho nó khô. Dạ. 5 tháng trở lên mới khô hết mới được làm. Cái cách mà mình làm đàn chapi này nè là nó có khó không Ama? Khó chứ. Khó ạ. Khó lắm. Dạ. Nghệ nhân dùng cây mát nhọn. Cây mát này được chế tạo từ vỏ máy bay nên rất sắc bén, khoét vào cực tre bật lên thành 8 dây. Mỗi dây cách nhau khoảng 2 cm. Sau đó là nhiều công đoạn khoét rãnh, bệnh dây tỉ mỉ. Sao mà mình vát đến một hồi là nó sẽ thành ra như thế này thì mới là chuẩn. Thôi đó, mới là chuẩn à. Dạ. Mình phải luyện tập độ khỏe của cái tay rồi mới làm được cái đàn chapi này ha Ama? Đúng. Dạ. Nhưng mà đừng cứ làm hấp tấp lại là không được đâu. Dễ đứt lắm. Dạ. Đàn chapi được làm từ vỏ thân tre và những sợi dây này sẽ được tách ra từ cái vỏ thân tre này và mỗi cái sợi dây sẽ phải được làm rất tỉ mỉ để thật là mỏng và nhỏ thì âm thanh tự nhiên nó mới hay và trong được. Vậy là cái miếng tròn tròn này là mình tháo ra được ha Ama? Tháo được. Dạ. Bỏ dưới dây nè. Dạ. Đẩy cho nó đều xong rồi mới được. Cắt lại. Mình làm giống thế này nè. Dạ. Còn cái lỗ này là sao vậy Ama? Mình đánh một cái nâu vào trong đó rồi nó ra vang ra. Dạ. Nó ra hơi bên này tức là nó âm thanh mà. Dạ. Dạ Ama giới thiệu cho con là cái cách mình chơi đàn champion là sao ạ? Đây là cha. Đây là mẹ. Mẹ. Đây là con đầu. Dạ. Đây là con út. Dạ. Đó. Vậy ở trong xã Ma Nới của mình á là còn ai chơi đàn chapi giống như Ama không ạ? Đại số trong làng này chỉ có một mình Ama thôi. Dạ. Không có ai làm cái giống cái đàn chapi này, tại vì là họ bữa nay là họ sử dụng là hiện đại không à. Rồi còn cái này mình sử dụng sao ha Ama? Chỉ việc đánh từ cha trước, đánh một lượt nha. Dạ. Đây này. Coi kỹ à. Đó.
như vậy là con hiểu rồi. Và mình phân biệt là bằng cách là cao độ. Được rồi. Đây tiếng trầm hơn sẽ là cha, sau đó là mẹ, rồi đến con đầu và con út là nghe theo cao độ. Đúng rồi, cái tiếng của nó. Dạ, cái tiếng của nó. Đúng rồi. Sau khi cây đàn nên hình nên dáng thì nghệ nhân phải biết cách cân chỉnh cho tiếng đàn có hồn. Làm được chapi đã lâu, khảy được chapi còn lâu hơn nữa. Điệu đàn chapi khó thuộc bởi chỉ có những sợi dây đàn phát ra âm thanh trầm bổng. Điểm khác biệt của loại nhạc cụ truyền thống này là có phím cha, phím mẹ và hai phím con thể hiện tình cảm gia đình gắn bó. Đó cũng là một nét văn hóa làm nên tiếng đàn chapi độc đáo của người Rắc Lai ở Ninh Thuận. Để gọt giũa và chế tác như thế này rất khó, đòi hỏi bàn tay phải thật khỏe và được tập luyện bài bản. Nên Như Bình dù rất muốn học cũng phải đợi một cơ hội khác có nhiều thời gian hơn. Giờ con tò mò muốn nghe tiếng đàn của A Mào quá. A Mào dẫn con ra suối, A Mào đánh đàn chapi để con coi. Dạ. Con nghe. Dạ vâng. Có tâm sự thì mới có giai điệu. Đó là cách mà người Rắc Lai bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác, với núi rừng thiên nhiên. Và ở tại nơi đây, trên dòng suối này, nghệ nhân Chamaleo đã gảy một điệu nhạc vui để chào đón Như Bình cũng như chương trình Việt Nam Đi Là Ghiền. Ôi, anh hát cái đoạn này bà ra kia tôi, tiếng rừng lại. Đứng giữa núi rừng ma nới, tiếng nhạc phát ra từ cây đàn chapi, tiếng hát của già Âu cộng hưởng với tiếng của con suối, của gió thổi qua tán cây, Như Bình đã thật sự hiểu được cảm giác yên bình, tự do, tự tại, đúng như cuộc sống của người đồng bào nơi đây. Có thể nói hành trình mà Việt Nam đi là ghiền đưa chúng ta không chỉ để lướt qua những cảnh đẹp của nước nhà Việt Nam mà còn để dừng lại, cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc như thế này. Ở chuyến hành trình tiếp theo, Như Bình sẽ đưa quý vị khán giả đến với làng nghề truyền thống hơn 800 năm tuổi. Nghề dệt thủ công tạo ra văn hóa trực tiếp ngay trên khung dệt đã trở thành nét văn hóa của dân tộc. Điều đặc sắc ở đây là người thợ dệt hoàn toàn bằng tay và các vật dụng thủ công, không sử dụng máy móc công nghiệp. Ninh Thuận vẫn còn nhiều nét văn hóa truyền thống mà Việt Nam đi là ghiền rất muốn đưa quý vị khán giả đến khám phá. Dạ, bài nhạc rất là tuyệt vời. Con cảm ơn Amà rất là nhiều và chúc Amà sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Dạ vâng. Và thưa quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 11:50 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ được phát lại vào thứ tư, thứ năm của tuần tiếp theo. Và đừng quên là hãy like, share và comment thật là nhiều dành cho kênh YouTube Việt Nam Đi Là Ghiền, HTV Giải Trí và Facebook của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa nhé. Còn bây giờ thì Như Bình và Amà xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.